Mẹ cha chúng mày! Chúng mày nghĩ chúng mày là ai mà khinh bỏ tao? Mẹ kiếp chúng mày! Không biết. Chúng mày là ai mà bảo tao là thằng không cha không mẹ? Thà bố mẹ tao không đẻ ra tao, còn tao sống cái đời nó khổ như thế này. Mẹ kiếp chúng mày! Anh Ba Kiên! Anh Ba Kiên đâu? Ra đây tao hỏi chuyện! Mày sợ hả? À? Bên này xa con ông Bá Kiến đố được nào mất mặt đi đâu nữa. Mồ mả tổ tiên nó chắc lộ lên mất. Mày cứ chui chun lui chun nổi trong đây. Mày không dám ra đây à? Mày sợ à? Phúc cha nhà nó chắc là ông Bá Kiến. Mày làm gì cái đấy? Mày làm gì trong đấy à? Ra đây! Sao em mày thích lô thô gì đây? Hả? Cái gì? Không cha không mẹ à? Bố làm được rồi! Cứu tôi với! Sao còn làm đấy mân vạ à? Hả? Cứu tôi với! Cha con nhà bà kia nó làm cái này với tôi! Đâu thế này? Tao chỉ liều chết với cha con nhà mày thôi! Các bà đi vào nhà! Đàn bà mới biết thì nói thao là thôi! Anh Chí ơi, sao anh lại như thế? Tao chỉ hiểu chết về cha con mày thôi. Tao mà chết thì có thằng sạt nghiệp, mà còn những thằng còn rú tù đấy. Anh nói hay thật. Có ai làm gì đâu mà anh phải chết. Đời người chứ phải con ngoé đâu. Lại sai rồi không? Về bao giờ thế? Sao không bảo tôi chơi? Vào đây uống miếng nước. Nào, vào nhà tôi chơi. Vào đây nói chuyện tử tế. Sao phải làm hành động như thế? Người nào biết, mang tiếng. Tôi mà không nhỉ, đã đâu đến nỗi. Thằng lính cường đâu? Còn không bảo người nhà đi đu nước. Ngày nào cũng thế này thì thích nhỉ. Hay là mình sang nhà tớ ở cho nó vui. Mình sẽ là một cặp rất xứng đôi đấy. Cần gì phải xem.
Mày đi đâu đây? Sao để tao đợi lâu thế? Đằng, đằng anh nghĩ mình là ai mà quát tôi? Ở nhà đi gặp bà cô, đến đây thì bị mắng. Tôi đi. Đất trời dịu che len nhẹ đi khắp nơi, lang thang cười hát ca với đời anh. Chỉ phèo anh, chỉ phèo em đây chẳng nết na ngoan hiền, chẳng được dịu dàng lại kém duyên. 30 rồi đấy vẫn chưa chồng em. Say rồi nhìn thấy ai đang thênh thang dáng ngồi, oh oh. Chàng bóng say hương men tình nàng chót quên thân quên mình, một phút thăng hoa cho đời lung linh. Ôi ai à, mai chúng ta đắp say kết duyên trọn đời, nắng mưa ấy chuyện của trời. Thanh thang dáng ngồi, oh oh.
chàng bỗng say hương men tình nàng, chót quên thân quên mạng, một phút thăng hoa cho đời lung linh. Hay là người nhà tớ ở thân sẽ không dối gian phá tan nhà người này tôi gì đây không sao mà ôi này vào hãy nhớ rằng giữ người thương mến ta vì chẳng được hương sắc đời. Người yêu tốt theo sao duyên trời vẫn chưa gieo, phải chăng anh quá bèo, phải chăng anh không bằng chí phèo.